Rồi chào mọi người, quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại em nha, 034-830-843 trên màn hình đó. Rồi em cập nhật mấy cái món hàng mình đã bán hay chưa ở dưới cái tiêu đề của cái video này ha. Mọi người bấm vô xem. Rồi mình theo dõi cái kênh thì bấm vô đăng ký kênh giùm em ha, để nó cập nhật về mấy cái video mới em đăng lên á cho mọi người biết để theo dõi. Rồi hôm nay là cái video 84, em giới thiệu mấy món đồ này ha. Đầu tiên là cái bộ mũi khoan gỗ. Đây bộ mũi khoan gỗ, đây của thương hiệu này nè, Edman. Thương hiệu này giống như là của Đức mọi người, như là thương hiệu của Đức ha, xuất cho nó cho thị trường của Nhật. Đây là cái bộ mũi khoan gỗ, ở đây nó có mấy mũi là nó có sử dụng rồi nè, có mũi chưa sử dụng, có mũi sử dụng rồi. Cái cây này để lấy tăm, cái tăm để mình khoan mồi vô. Đây là cái kích thước của mũi khoan nè, mọi người xem giùm mấy ha, 1.5, 2.5, 2.5, 3.5, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.5mm trở xuống ha mọi người, to nhất là 6.5mm. Đây, chiều dài của cái mũi này là 10cm ha. Cái mũi nhỏ nhất là có 4cm, mũi lớn nhất là 10cm. Rồi hộp mũi khoan này giá 350 ngàn, mã 84101. Tiếp theo là hai cây cưa, hai cây kéo tỉa thép trắng. Đây hai cây kéo tỉa hàng bãi Nhật ha, thép trắng. Cái này em bán một cây, còn cây này nó như nó gãy mũi nè, coi như bán một bằng một ha, đó bán chung luôn chứ không có bán lẻ gì hết. Đây lưỡi nè mọi người xem giùm ha, cái này em chưa làm chưa mài lại nha, người xài thì mài lại chưa có làm lại. Đây kích thước nó 18cm nha. Rồi hai cây kéo tỉa này có mã là 8402 ha, giá 300 ngàn. Tiếp theo là cái bộ tua vít làm điện thoại hay đồng hồ gì đó, nó nhỏ xíu à. Đây kích thước nó là đặc biệt nó là tua vít dẹt thôi nha mọi người, tua vít dẹt không nha. 0.8 nè, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3mm. Đó cái đầu vít dẹt á, hàng nội địa Nhật ha, kích thước siêu nhỏ luôn. Cây lớn nhất là nó dài 9cm, cây nhỏ là 7cm, nhỏ nhất nó có 0.8mm à. Đây vít dẹt 0.8mm, lớn nhất là 2.3mm. Đây rồi bộ tua vít mini này có mã 8403 ha, giá bán 200 ngàn. Tiếp theo về một cái cây cây cuốc, cây xuống có thể làm cuốc làm xuống. Đây này gấp loại cất ha, hôm nay mình mở ra nè,
Đây là cái cuốc ha, đây. Đó. Cái cuốc ha mọi người. Rồi mình làm hẳn ra là làm cái xuống xúc đất ha. Đó. Cái cán này kích thước nó là 50 nha. 52. Cái cán này đo tới đây là 52. Cái lưỡi này nữa là 22 nữa nha. Đây lưỡi 22 nè. Lưỡi rộng là 15.5. Độ dày cái lưỡi này tầm 2 mm ha. Rất là dày. Sắt rất là dày luôn. Đây bằng nhôm, nó không sợ sét nè. Cái khóa nè. Cán này bằng gỗ, khúc này bằng thép. Còn nước sơn luôn mà. Rất là chắc. Đây là hàng Nhật sản xuất mọi người. Đây, thương hiệu của nó nè, Japan sản xuất nè. Mấy hàng này thì Nhật sản xuất nó về rất là ít. Thường đa số là hàng xuất thôi. Nhưng mà cây này là Nhật sản xuất. Rồi cây cuốc này em bán có mã là 8404 ha. Giá là 750.000. Rồi tiếp theo là một cái cây cắt tôn của đây. Thanh ly. Thanh ly của hãng này là của Mỹ mọi người. Cái thương hiệu này là Thanh Lơ nè, Thanh Lơ này của Mỹ. Thương hiệu này của Mỹ mọi người, nó sản xuất cho thị trường Nhật ha. Đây lưỡi còn nguyên. Cây này lưỡi rất đẹp, còn nguyên luôn, cắt rất là nhẹ tay. Nó có cộng lực đây nè. Cắt thử trên tôn rồi rất là nhẹ, tôn 1 ly. Rất là nhẹ luôn. Mỏ nó rất là dày nữa, nên xài nó bền. Đây cái mỏ nó có răng cưa nha mọi người, chứ không phải như cái cây mà thường của Nhật thì nó liền. Đây cái mỏ có răng cưa nè. Nó sẽ bám cái mặt cắt hơn, nó không sợ bị trượt. Đó. Lưỡi này còn nguyên. Kích thước cây này là 25.5 ha. Rồi cây cắt tôn có mã là 8405, giá 400.000. Tiếp theo về một cây đèn của Nhật ha. Điện 100V, 300W. Ê, đèn này là 500W mọi người. Đây, 500W. Điện 100V nha. Đây, chui cắm gì của nó nè. Rất là chất. Thương hiệu Hataya. Dây mềm. Rất là mềm. Cái đèn này treo nè, dùng cái treo nè, nó có cái cân hỉ mức hỉ để cân cho nó cân bằng cái đèn nè mọi người. Đó. Hoặc là mình bắt vô cái chân, cái chì bót đứng cho nó chiếu, đứng vậy nè. Đó, mình cầm cái chân nó đứng vậy nè. Điều chỉnh được góc nghiêng, góc đứng ha. Đây nó có cái bảo vệ cái đèn. Đây là mặt kính. Bên trong là cái đèn đó. Đèn dây tóc ha, halogen. Đèn halogen. Rồi cái vỏ này bằng nhôm mọi người. Thân là bằng nhôm nè, chống nước luôn ha. Có nó có một cái ron bự lắm đây nè. Ron hình chữ nhật. Như là mình để vậy là chống nước luôn nè. Nó không sợ nước để ngoài trời được. Trên trần nhà. Trần cũng gọi trên trần xuống. Rồi, cái đèn này có mã là 8406 ha, giá 600.000. Rồi để em cắm thử cho mọi người thấy cái đèn nó ra màu gì nha.
Đây. Đó. Nó rất là sáng luôn á. Sáng chói luôn. Đây là 500W. Rất nóng luôn mọi người. Cỡ đây là nghe nóng luôn. Đây còn nghe ấm. Rồi ok, cái đèn này có mã là 8406 ha, giá 600.000. Rồi tiếp theo là hai cây hước của Nhật. Đây một cây 5m. Thương hiệu là Kokuyo. Một cây Tachima 3,5m. Đây Tachima 3,5m. Đây. Hai cây nha mọi người, bán luôn hai cây ha. Đó, cho mọi người xài, cần xài cái nào thì lấy ra xài. Còn khá là ok. Bấm vô nó chạy vô ha. Rồi ok, hai cây hước này có mã là 8407 nha. Giá 250.000, hai cây. Bán ra hai luôn, không bán lẻ ra nha mọi người. Rồi tiếp theo một cây cắt ống của Mary. Đây là Nhật sản xuất. Mary của Nhật ha. Lưỡi còn rất là ok, cắt ngọt nha mọi người. Tép thủy trên nóng nước rồi. Này cắt được tới ống 41 luôn nha. Cắt ống này rất là to. Có là ống 41 ha, nè. Đây kích thước nó là 22cm thôi. Rồi cắt ống Mary này có mã 8408 ha, giá 350.000. Rồi tiếp theo là ba cái cây nhíp. Ba cây nhíp đây thép không gỉ ha. Còn rất là đẹp miệng nè. Rất đẹp luôn. Đây kích thước nó mọi người 23 nha. Size này 23. Rất là dày, nhíp dày chất, xài nó rất là bền luôn. Rồi ba cây nhíp này bán 3 cây ha, 250.000. Mã 8409. Bán 250.000, 3 cây luôn. Không có bán lẻ ra nha mọi người. Rồi cuối cùng về mấy cái bánh xe loại lớn mọi người. Bánh xe này hàng xuất thị trường Nhật nè. Thương hiệu là SK. Đây. 4 bánh một bộ, em bán một bộ là 4 bánh. Nó sẽ có hai cái bánh có khóa nè. Đây nó khóa lại nè. Rồi hai bánh là không có khóa nè, đây. Là mình gắn lên cái kệ là 4 bánh, mình sẽ khóa được hai bánh. Đó. À, bánh này thì nó có một bạc đạn, hai bạc đạn nè. Có trên đây cũng có bạc đạn nữa nè. Rất là chắc. Thép này dày lắm. Cầm tay rất là nặng mọi người. Bánh mới chưa sử dụng. Thép dày, nói chung là bánh chất lượng. Hàng Nhật ha. Khóa lại nè. Khóa cũng chắc nè. Kích thước cái này là chiều cao nó là 13.5 ha. Từ dưới đất lên tới cái chân nè. 13.5 ha. Đường kính của cái bánh này là 10. Đường kính là 10 mọi người. Bề rộng cái bánh là, đây bề rộng cái bánh là 3.5 ha. Gần 3.5. Đây đo luôn cái chân để bắt ốc nè. Đó mọi người xem giùm ha. Chân bắt ốc nè. Rồi cái bộ này nó chịu tải tầm 200kg nha mọi người. Bộ lớn này nè chịu tải tầm 200kg. Rồi bộ bánh xe 4 bánh có mã là 8410 ha, giá 500.000. Màu đỏ. Bánh lớn màu đỏ.
Rồi em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại.